Hello guys, it's me Hoon Piana, and uh, we are going to study another lesson of Pansy course. And today we focus on you know relative clause. And I can guarantee you that uh, relative clause is one of the most important topics that everyone has to study very hard and study very carefully because it will appear in your test and in your examination so here right now on the board i have mentioned some problems or some errors you guys often uh, you know you guys often make when you deal with this kind of SS, with this kind of topic or with this kind of SSI. so i hope that you pay a little bit attention to the examples on the board and then tell me what is a problem with them OK, xin chào các em. Ngày hôm nay cô Hương và các bạn cùng đi đến một bài giảng tiếp theo của khóa Ten Và như các bạn có thấy ở trên bảng cô có liệt kê cái chủ điểm mà ngày hôm nay chúng ta sẽ phân tích đó là nói về Relative Clause là mệnh đề quan hệ, đúng không ạ? Mệnh đề quan hệ thì cũng không phải là một cái vấn đề quá mới đối với các bạn bởi vì các em đã được học rất là kỹ trong chương trình lớp 11 cũng như là ở uh, những cái lớp học dưới uh, cấp hơn thì các bạn cũng đã được tìm hiểu. À, ngày hôm nay để bắt đầu với bài giảng thì cô chia sẻ với các bạn một số những cái lỗi sai mà các bạn học sinh thường mắc phải Và nếu như là bạn cũng có một trong những cái lỗi này thì em nhất thiết phải học bài giảng này thật là kỹ Bởi vì là mệnh đề quan hệ là một trong những cái chủ đề mà cô có thể đảm bảo với các em là chúng ta chắc chắn sẽ gặp ở trong bài thi, ở các bài thi của các bạn trên lớp cũng như là bài thi quan trọng nhất đó là kỳ thi trung học phổ thông quốc gia đúng không nào? Thế bây giờ các bạn sẽ dành thời gian nhìn lên trên bảng và xem cho cô lỗi sai ở đâu. Khi mà các bạn biết được lỗi sai thì cũng là lúc mà các bạn đã đã nắm được cái phần kiến thức đó đúng không nào? Và chắc chắn là em sẽ học cái phần đấy nó nó đã sâu rồi. Nào câu số 1 nhé. The woman suffers a who is very impatient. À, ý câu này là gì ạ? À, có thể là cô sửa thằng này thành words nhé để cho nó hài hòa về câu thực ra is thì cũng không sao nhưng mà worst thì có vẻ như là nó nó phù hợp với quá khứ hơn ở trong cái câu này the woman served us who was very impatient đúng không ạ người phụ nữ phục vụ chúng tôi cô ấy rất là thiếu kiên nhẫn thì các bạn nhận thấy là ở câu này có lỗi gì em nhỉ à họ đã dùng đến đại từ quan hệ là who Ok, who thì là người mà đúng không ạ? Tức là chúng ta đang có hai ý. Một là cô này phục vụ bàn chúng tôi, hai là cô ta rất là thiếu kiên nhẫn đúng không ạ? Và mình mình muốn nối hai câu này thành một câu phức nhưng mà bạn học sinh này đã gặp một vấn đề. Đó là đại từ quan hệ của các bạn đúng không ạ? Chúng ta có who, whom và which. Đại từ quan hệ này cũng như là các trạng từ quan hệ mà sau này các bạn sẽ học đó là when, where và why thì nó sẽ phải luôn đứng sau trực tiếp cái danh từ mà các bạn đang muốn thay thế. Ví dụ ở đây lỗi sai là các bạn phải đẩy who đứng trực tiếp sau the woman. Em nhé. Phải nhớ cho cô một điều như vậy, đó là cái đại từ quan hệ của bạn đúng không ạ? Đại từ quan hệ của bạn đó là gồm có ví dụ cô lấy những cái anh cực kỳ hay gặp đúng không ạ? Who, whom, which that Đúng không nào. Điểm số 1 mà các bạn phải nhớ nhá, điểm số một mà các bạn nhớ, đó là nó phải đứng trực tiếp ngay sau cái danh từ mà các bạn đang muốn thay thế. Được chưa nào? Và nếu như mà nó không đứng trực tiếp ngay sau danh từ này thì câu của bạn bị sai. Ok, câu của bạn bị sai. Thế nên phải nhớ cái điều đầu tiên đó là à ta muốn thay cho cái danh từ nào? Thì cái đại từ quan hệ của bạn phải đi ngay trực tiếp sau danh từ đó Ví dụ câu này phải nói là gì ạ? The woman who served us đúng nhỉ? was very impatient Ok, người phụ nữ đã phục vụ chúng tôi đúng không ạ? Rất là impatient Ok, câu số 1 và cũng là lưu ý bậc nhất của cô đúng không nhỉ? À, Sau này thì các bạn có thể gặp bài này ở trong dạng thi uh, trắc nghiệm đúng không ạ? Trắc nghiệm tức là các bạn điền một đại từ quan hệ vào đó hoặc là các bạn cũng có thể là gặp trong cái bài là nối hai câu đơn thành một câu phức thì em phải lưu ý điểm này và chúng ta có thể loại bỏ rất nhiều phương án sai cũng như là tránh uh, chọn một phương án nó gọi là phần án chưa đúng. Câu số 2 thì bạn nhìn thử cho cô xem là lỗi mà bạn học sinh này mắc phải là lỗi gì. The boy sits next to me is my best friend. Nếu bạn dịch ra câu tiếng Việt thì rất là ok đúng không? Đó là bạn mà ngồi cạnh tôi là bạn thân nhất của tôi À các bạn dịch đúng như tiếng Việt luôn, luôn đúng không ạ Và tiếng Anh thì nó gặp một cái vấn đề là ta không được phép vừa nói sis là động từ chính Lại vừa nói is là động từ chính Có nghĩa là các bạn đang sử dụng hai động từ đi liên tiếp với nhau như thế này Là một câu chưa được Và để biến thành câu đúng thì em phải làm thế nào nhỉ? À chúng ta sẽ có hai cách Một là em phải dùng đến đại từ quan hệ who như là mình vừa chia sẻ với nhau là đứng trực tiếp ngay sau danh từ the boy The boy who sits next to me is my best friend Bạn trai đúng không ạ? Cái người mà, đúng không nhỉ? Tôi rất hay rồi Cái người mà ngồi cạnh tôi á là bạn thân nhất của tôi Đấy, đấy là cách số 1 Còn cách số 2 các bạn cũng gặp rất là nhiều Khi các em học đến phần đó là giản lược Mà cũng trong bài giảng của mình sẽ chia sẻ với các bạn rất là kỹ Các em yên tâm nhé Đó là chúng ta sẽ bỏ đại từ quan hệ có nghĩa là chúng ta không muốn nhắc hu thì chúng ta phải biến cái động từ đầu tiên về dạng verb in đó lại phải nói là the boy sitting next to me is my best friend được chưa nào rồi câu số 3 em xem là lỗi là gì nhá Mr Nam who teaches earth English is a warm-hearted man đúng không ạ ông nam người dạy à, thầy dạy tiếng Anh của chúng tôi là một người đàn ông mà rất là nhân hậu Thì ở trong câu này các bạn thấy danh từ của em bây giờ khác danh từ the woman và the boy đúng không? The woman và the boy của bạn là một danh từ chỉ người nhưng mà nó danh từ chung chung Còn danh từ Mr. Nam thì đã là một cái tên xác định rồi Đúng ạ, là một cái tên xác định rồi thế nên là cô phải làm sao nhỉ? Bắt buộc cô phải sử dụng đến hai dấu phẩy để tách ra đúng không ạ? Ở đây là một dấu phẩy này và đây là một dấu phẩy Và người ta có một cái À, lưu ý các bạn là trong mệnh đề quan hệ thì nó sẽ có mệnh đề quan hệ giới hạn giống như hoặc không dạng hoặc là xác định hoặc không xác định thì những cái thằng mà mệnh đề quan hệ mà đứng sau các danh từ đã cụ thể rồi thì người ta sẽ gọi là mệnh đề quan hệ không xác định tức là bản thân cái danh từ này đã xác định rồi mà đúng không nào thế nên là phần đằng sau chúng ta bắt buộc phải có dấu phẩy hoặc thậm chí trong một đề thi các bạn sẽ gặp đó là người ta viết trong bài là có từ dạng và đây cũng chính là lỗi sai của em luôn nhá Nếu mà rát đi sau dấu phẩy như thế này Thì đấy là một lỗi sai luôn và các bạn có thể ăn điểm luôn Rồi, tiếp theo là một cái lỗi này She left away which made me cry a lot Bạn đọc qua qua bạn thấy câu này rất là ổn đúng không? Đó là Cô ta bỏ đi và điều đó khiến cho tôi khóc rất là nhiều Thế nhưng mà em nhìn này Nếu mà which để như thế này Thì người ta sẽ nói là a which Có thay cho away đâu Đúng không nhỉ Đại khái là em hiểu which ở đây là tôi thay cho cả một cái mệnh đề phía đằng trước Việc cô ta ra đi đã khiến tôi khóc rất là nhiều Và which thay thế cho cả một mệnh đề phía trước thì bắt buộc các bạn phải có dấu phẩy Đấy thế nào, tức là cô nó là she left away, comma là phẩy Which made me cry a lot Em biết cái câu này chưa? Rồi, và tiếp theo nhà câu số 5 nhé Câu số 5 của bạn uh, có nó gần gần giống nhau The restaurant we ate dinner last night was very nice hoặc là the restaurant that we visited last night it was very nice Cái phần đằng sau khá là giống đúng không ạ? Đều có nói về những việc là một cái nhà hàng nào đó mà rất là ổn, rất là tốt à, Người ta hỏi các bạn là chúng ta nên điền đại từ quan hệ nào? Và nếu như là em chưa có một cái kiến thức kỹ về các đại từ quan hệ hoặc các trạng từ quan hệ thì có lẽ là các bạn nhìn thoáng qua và các bạn sẽ điền hai cái nó giống nhau hết thế nhưng mà các bạn phải phân tích với cô này nhà hàng đúng không ạ cùng là cùng là một cái từ nhà hàng thế nhưng mà nhà hàng nơi chúng tôi ăn tối ngày hôm qua đúng không ạ nhà hàng nơi mà thì cô phải dùng đến một cái trạng từ quan hệ đó là where đúng không ạ để chỉ nơi trốn nhá nơi mà chúng tôi ăn tối còn đây ạ nhà hàng cái mà chúng tôi đến thăm đúng không cái mà chúng tôi đến thăm rất là tuyệt, đúng không ạ? Rất là tuyệt Thì ở đây cô lại đang nói đến cái mà Tức là cô chỉ đến với đối tượng Đối tượng mà chúng tôi, đúng không? Thì hai cái này khác nhau, một cái là Nơi trốn, địa điểm thì phải là where Một cái là đối tượng Đúng không nhỉ? Là tân ngữ Của cái mệnh điều quan hệ thì cô dùng là which Đó, Thì cái này cũng các bạn cũng sẽ được cô hơn chia sẻ rất là kỹ Và Thêm một câu nữa Một câu số 6, một cái lỗi sai số 6 đi They have three cars and all of them Are expensive ones All of them như thế này các bạn nếu mà dịch tiếng Việt thì cũng không thấy lỗi lắm bởi vì là tiếng Việt chúng ta có cách diễn đạt này thật họ có ba triệu số và tất cả bọn nó bọn chúng đều là xe rất đắt tiền có một lỗi gì em nhỉ ở cái phần cụm all of them như này là sai này nếu như sau cái câu a ah, they have three cars cô có, có dấu chấm sau câu nói là all of them are như thế này thì là đúng được ừ chưa? Tuy nhiên thì nó phải là một hai nó phải là hai câu đơn. Hai câu đơn. Còn khi các bạn đã cố tình ghép nó thành một câu phức thì bắt buộc ở phía đằng trước bạn phải sử dụng một cái dấu phẩy. Không? They have to all of cũng không phải là them mà phải là all of which. Các bạn cần đại từ quan hệ để thay thế à cả ba cái cái nào? Cái này này. Không? Cả ba cái xe này này đều là những xe rất đắt tiền. Rồi. Thì trên đây cô vừa chia sẻ với các bạn những lỗi mà học sinh hay mắc phải trong việc giải quyết các câu hỏi liên quan đến mệnh đề quan hệ. Và nếu như giả sử là em cũng là một trong những người mà đã từng mắc những lỗi này. Đúng không ạ? Hoặc là khi em thấy cô nói về những điều này mà em còn uh, còn khá hoang mang, còn khá mơ hồ thì bài giảng ngày hôm nay chính là để dành cho các bạn. Ngày hôm nay thì cô Hương sẽ uh, có một hai bài giảng, hai clip nói về bài mệnh đề quan hệ relative clause sẽ đi rất chi tiết cho các bạn từ uh, các đại từ quan hệ who, whom, which, that và whose cho đến các trạng từ quan hệ when, where, why đúng nha cũng như là một số những trường hợp uh, liệu là từ what có phải là đại từ quan hệ không đó thì chúng ta sẽ giải quyết trong bài ngày hôm nay còn phần số 2 Video clip số 2 thì Cô sẽ chia sẻ với các bạn các trường hợp đặc biệt Khi nào thì chúng ta sẽ dùng đến uh, Dạng giản lược của mệnh đề quan hệ Và sẽ giản lược như thế nào Rồi khi nào thì chúng ta sẽ phải bắt buộc dùng giác Đã như vậy Thì uh, chúng ta sẽ lần lượt đi trả lời Các cái câu hỏi liên quan đến Đến phần mệnh đề quan hệ này nhá Và sau khi học Cái mệnh đề quan hệ này Bài giảng của cô Thì mục tiêu đó là các bạn phải nắm được rất là vững từng đại từ quan hệ nó thay thế cho cái gì chức năng của nó ra làm sao và không được phép điền nhầm đúng không ạ sử dụng lung tung các đại từ quan hệ cũng như chúng ta phải có một cái sự cẩn trọng trong dùng dấu phẩy khi mà các bạn đi với các đại từ quan hệ um, hoặc các trạng từ quan hệ và một cái mục tiêu cao hơn nữa là các bạn hiểu bài cũng như là xử lý thật là tốt các bài tập mà cô hương đưa ra cũng như là nắm được cái phần um, relative clause này sẽ là tốt để xử lý trong bài thi. Bài thi của bạn có thể xuất hiện từ 1 đến 2 câu và dạng bài này là một cái dạng bài ở mức vừa phải. Đúng không ạ? Không quá khó, nó có thể lẩn vào bài sửa lỗi sai, bài hoàn thành câu hoặc bài nối câu. Ok, thì hy vọng là tất cả các bạn ngày hôm nay sẽ học thật là tập trung và các bạn sẽ hiểu thật là kỹ à, về relative clause. OK, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào phần số 2 Sau khi tìm hiểu các lỗi sai rồi, đúng không nhỉ? Thì bây giờ các bạn đang rất là nóng lòng được uh, giả soát cũng như ôn tập cũng như là được tìm hiểu kỹ hơn về các đại từ quan hệ, các phó từ quan hệ và những vấn đề uh, xoay xung quanh nó, đúng không ạ? Thì đầu tiên là cô chia sẻ với các bạn về các đại từ quan hệ trước. Trong tiếng Anh, các đại từ quan hệ đó chính là là who, whom, which và that. À và thêm một anh nữa là anh Hose Ok, phần số 3 thì cô và các bạn sẽ cùng chia sẻ với nhau uh, Về các phó từ quan hệ hay còn gọi là các trạng từ quan hệ Đó là WHEN, WHERE và WHY Ok, bây giờ mình tập trung vào các đại từ quan hệ này trước Thế thế nào? Lúc nãy thì cô và các bạn đã thống nhất với nhau một điểm Đó là gì ạ? Uh, cái phần đại từ quan hệ là chỗ trống đi Đúng không nhỉ? Đại từ quan hệ các bạn cần điền Nhất thiết sẽ phải đi sau anh danh từ Đúng không ạ? Nhất thiết sẽ phải đi ngay sau danh từ mà nó thay thế. Đúng không? Thế là khi mà phải tiếp xúc với một cái dạng bài điền đại từ quan hệ vào chỗ trống sao cho chuẩn xác thì em sẽ phải làm bước đầu tiên là xác định cho cô danh từ đứng đằng trước là danh từ chỉ người hay là chỉ vật, được chưa nào? Ví dụ danh từ của các bạn là một danh từ chỉ người. Được chưa? Nào? Ok, khi xác định được danh từ này là danh từ chỉ người, chúng ta ngay lập tức sẽ nhớ đến hai đại từ quan hệ đó là hu hoặc là whom, đúng không? Để chỉ người, đúng nào? À, tuy nhiên thì chức năng ngữ pháp của nó khác nhau, à, thì nó mới có một cái sự phân biệt, đúng không ạ? Who sẽ là một đại từ quan hệ thay thế cho danh từ chỉ người và đứng chức năng làm chủ ngữ trong mệnh đề quan hệ, em nhé. Làm chủ ngữ, đúng không ạ? Tức là chức năng ngữ pháp của nó phải là một chủ ngữ Đúng không? Vị trí chỗ này là chủ ngữ Thì suy ra là gì nhỉ? Là chủ ngữ thì phải đứng trước động từ Đúng không em? Ví dụ cô có câu nhé Đây chính là cậu bé đúng không ạ? Người mà đã à, giúp tôi tìm thấy nhà bạn Ok So this is the boy Ok, bây giờ cô ghép nối đúng không ạ? Chính là cái cậu bé này, người mà đúng không ạ? Ok, it is boy who helped me to fight your house. Ok. So, this is a boy who helped me to fight your house. Thì các bạn thấy là cái chúng ta có cậu bé là the boy là danh từ chỉ người chưa? Và đại từ quan hệ who của các bạn này đang đang đứng trực tiếp đúng không ạ? Trước động từ helped. Ok chưa nào? Ờ à, hoặc các bạn có thể tự đưa ra được một cái kết luận là gì? là nếu như vị trí chỗ trống đang đứng sau danh từ chỉ người mà liền sát sau chỗ trống lại là một động từ thì các em sẽ sử dụng đến đại từ quan hệ là who. Được chưa? Còn nếu như trường hợp xảy ra khác đi, đúng không? Các bạn xác định được danh từ là danh từ chỉ người, đúng không? Chúng ta lại có chỗ trống, nhưng phía sau của các bạn à nó không phải là vị ngữ mà nó lại là một cụm chủ vị. Thì hỏi đại từ quan hệ nào sẽ phù hợp Ở trong vị trí này Thì các bạn nhớ cho cô nhé Là gì nhỉ? Hôn, đúng không ạ Hôn chính là một đại từ quan hệ Đứng sau danh từ chỉ người Và có chức năng làm tân ngữ Ok, đứng chức năng làm tân ngữ Của mệnh đề quan hệ Thì các bạn thấy à, Phía sau của bạn Đã là một cụm chủ vị đầy đủ rồi Phải không? Thì chắc chắn là đây sẽ là làm tân ngữ và lúc này thì em có thể yên tâm là chọn who cho cô Ok, ví dụ câu của bạn vẫn bắt đầu bằng cái gì is a boy Đúng nhỉ, vẫn là gì is a boy Đúng không ạ, vẫn là một cái chỗ trống Nhưng mà ví dụ như là I found on the way home Ok, thì câu này là gì ạ? Đây là cậu bé người mà tôi đã tìm được đúng không ạ? Trên đường về nhà thì mình phải dùng là gì? À lúc đấy mình phải dùng là whom. Đúng không ạ? Do là phía sau mình có gì ạ? ai, found có chủ và có vị đúng không? Thì trong cái mệnh đề quan hệ này thì whom đứng chức năng làm tân ngữ. Ok, đứng whom đứng chức năng làm tân ngữ. Đấy, các bạn nhớ cho cô nhé. Cô vừa mới chia sẻ cho các bạn hai cái ví dụ đầu tiên à, để nói về hai đại từ quan hệ. À, đầu tiên đó là who và whom đúng nào? Trong câu này các bạn thấy đâu là mệnh đề quan hệ em nhỉ? Mệnh đề quan hệ sẽ được bắt đầu từ cái thằng đại từ quan hệ, đúng không ạ? Trở ra và câu này của em chính là gì ạ? Who helped me to find your house, đúng không ạ? Còn đây là whom I found on the way home, đúng không nào? Thì đấy là mệnh đề quan hệ và mệnh đề quan hệ bắt đầu bằng từ đại từ quan hệ sẽ đứng ngay sau danh từ mà nó đang thay thế, phải chưa? Và ở đây thì các bạn có trường hợp đầu tiên đó là dấu hiệu nhận biết của who thì là sau danh từ chỉ người này cộng với động từ này còn dấu hiệu nhận biết của whom thì nó sau danh từ chỉ người này và đằng sau của nó là một mệnh đề. Nào bây giờ thử lấy hai ví dụ nữa để chúng ta minh họa thêm cho hai đại từ quan hệ này. À cô nói là gì ạ? Người đàn ông, người sống kế bên nhà tôi là một anh chàng ca sĩ. Thì cô sẽ nói gì ạ? À cô sẽ nói là the boy, uh, the man đúng không? The man đàn ông này, người mà sống kế bên nhà tôi đúng không ạ? Who lives next door is a singer. Đấy chưa nào? Và trong câu này, bây giờ các bạn hãy trả lời cho cô Hương, đâu là đại từ quan hệ trong câu? À, đại từ quan hệ trong câu đó chính là cụ Who lives next door. Đấy chưa? Đại từ quan hệ à, mệnh đề quan hệ đúng không ạ? Với bắt đầu bằng đại từ quan hệ là who. OK. Và trong câu này thì tất nhiên rồi, Hu đang đứng sau danh từ chỉ người German. Và trong cái đại từ mệnh đề quan hệ này thì đại từ quan hệ Hu đứng chức năng là làm chủ ngữ, đúng ạ. OK. Thì các bạn thấy rồi. Bây giờ cô mở rộng một chút nhé. Tức là cái phần phía đằng sau là phần vị ngữ còn lại của câu, đúng ạ. Và người ta sẽ chia theo danh từ German này, đúng nhỉ German? Là người đàn ông này là ca sĩ và người đàn ông này lại sống cái bên nhà cô vì là hai cái câu của bạn cùng chung một đối tượng thế nên là người ta có thể biến hai câu đơn đó trở thành về một câu phúc đó là một câu mà cô hôm viết cho các em Được chưa nào ok bây giờ chúng ta sẽ lấy một ví dụ nữa về whom nhé cô sẽ nói là gì ạ cô gái người anh ta yêu đã đi mất rồi ok thì cô sẽ nói là gì đây the woman hoặc the girl nhá the girl đúng không ạ whom he loves Ok Has gone away Rồi The girl whom he loves has gone away Thì rõ ràng là các bạn xác định cho cô Mệnh đề quan hệ là Whom he loves Được chưa nào? Mệnh đề quan hệ whom he loves Với đại từ quan hệ là đại từ quan hệ whom Đúng nha Đang đứng trực tiếp ngay sau danh từ the girl Đúng không? Thay thế danh từ này Cô gái, người mà đúng không em thấy lại tôi có hẹn thay cho chữ kiểu người mà hoặc cái vật mà hoặc cái thời điểm mà đúng không ạ đây là cô gái người mà người mà anh ta yêu đúng không ạ whom thì đứng sau nó là một cụm chủ vị em này chủ ngữ là he, vị ngữ là loves được chưa đó rồi cái phần đằng sau thì là tiếp theo cái câu uh, của cô gái mà thôi ok thì rõ ràng là một đặc tính mà cô sẽ chia sẻ với bạn ngay bây giờ đúng là gì ạ mệnh đề quan hệ nó có chức năng như một tính từ được chưa? Để nó xác định cho danh từ ở phía đằng trước Nếu như mình nói the man hoặc the girl Thì là những danh từ quá chung và người ta chưa thể biết được Đấy là ai Thì cô có một cái mệnh đề đi đằng sau để để xác định Nó là người đàn ông nhưng mà là người sống Cái bên nhà cô Hoặc cô gái nhưng mà là người anh ta yêu Đúng không ạ? Thì bây giờ các bạn đã thấy rất là rõ ràng rồi Đúng không ạ? Đó là người nào và Có đặc điểm gì Đúng không nhỉ? Và mệnh đề quan hệ đi với mục đích đó, để làm rõ, để làm xác định cho cái danh từ đi đứng đằng trước. Và nó giống như chức năng là một bổ ngữ, Đúng không nhỉ? Là là uh, cung cấp thông tin đúng không nhỉ? Và xác định cho cái danh từ phía đằng trước. Được chưa nào? Thế thì đầu tiên là các bạn đã, đã học được hai trường hợp đúng không nhỉ? Với who và với whom rồi. Bây giờ các bạn đi với which thì sao? À uh, which thì đơn giản lắm các em ạ. Đó là khi danh từ của bạn là một danh từ chỉ vật à, là một danh từ chỉ vật mà các bạn thấy là có một cái chỗ trống như này thì chắc chắn đó sẽ là từ which được chưa là which à mà cô bảo chắc chắn bởi vì là which nó đi được với cả uh, động từ phía đằng sau tức là khi đang đứng chức năng làm làm chủ ngữ đúng không hoặc nó đi được với cả một cụm chủ vị lúc đó thì chức năng của nó đang là đang là tân ngữ được chưa nào có nghĩa em cứ xác định phần đằng trước là một danh từ chỉ vật đúng không nào và nó là một đối tượng nào đó trong cái câu này thì các bạn có thể yên tâm là nó đứng làm chủ ngữ cũng được mà nó đứng làm tân ngữ cũng được hoặc là trong tài liệu bài giảng mà các em thấy cô sẽ ghi rất là chi tiết cho các bạn là gì ạ which là một đại từ quan hệ đứng sau một danh từ chỉ vật đúng không nào và có chức năng làm chủ ngữ hoặc là làm tân ngữ trong mệnh đề quan hệ đó thì các bạn sẽ thấy là trong phần tài liệu của mình thì nó sẽ có câu văn viết như vậy còn ở đây chúng ta thể hiện qua cái hình thức sơ đồ đúng không ạ nó làm chủ vị cũng được mà nó làm tân ngữ đi với bọn này cũng được rồi bây giờ thì mình sẽ lấy các ví dụ nhé ví dụ là công ty mà anh ta làm việc cho ấy, là một công ty sản xuất ô tô thì cô sẽ có ví dụ như này nhé à, cô sẽ nói là the company which he works for Uh, produces car. rồi thì có phải là các bạn thấy cô có mệnh đề quan hệ là which he works for được chưa đại từ quan hệ của cô đang là which bởi vì nó đang đứng sau danh từ chỉ vật đó là the company đấy chưa nào và ở câu này thì bạn nhìn thử cho cô xem là which đứng chức năng làm chủ ngữ hay là làm tân ngữ trong câu rõ ràng là đang chức năng là tân ngữ vì nó là có cụm he was là chủ vị đúng không nào tuy nhiên về vấn đề này thì nó không quá quan trọng à, cô và các bạn phân tích để chúng ta hiểu sâu thôi chứ còn là company thì đi với which rồi ok bây giờ mình lấy một cái ví dụ nữa mà which sẽ đứng chức năng làm chủ ngữ nhá ví dụ cô nói là gì nhỉ à, tôi đã tìm thấy một con mèo đúng không ạ mà à, nó có một cái chân bị gãy chẳng hạn Ok thì cô sẽ thấy nhanh này nhá. I found a cat. Được nha. Which has a broken leg. Ok, thì ở trong cái câu mà cô không vừa viết xong, cô sẽ đã sử dụng đến đại từ quan hệ which uh, đúng nha, which để đứng trước một cái mệnh đề quan hệ đó là which has a broken leg. Và ở đây thì a cat là một con mèo và nó là một con vật đúng không? Thì rõ ràng là danh từ chỉ vật ở đây là các bạn có thể đề cập đến cả loài vật hoặc có thể là đồ vật. Và cái thằng which này thì em thấy là ngay trực tiếp sau nó là một động từ thì chúng ta sẽ à, vẫn dùng which đúng không và chức năng ngữ pháp của nó đang làm chủ ngữ trong câu. Còn đây là tân ngữ. Rồi, như thế này thì các bạn đã thấu hiểu chưa nhỉ? Đã hiểu rất là rõ đúng không ạ? Đại từ quan hệ who, đại từ quan hệ whom và đại từ quan hệ which. À, thì điểm nổi bật của nó khác nhau đó là nó đứng sau danh từ chỉ người hoặc nó đứng sau danh từ chỉ vật thì ở đây thì cô có chia sẻ với các bạn rất là kỹ là nó uh, chúng ta phải xác định được cái chức năng nhiệm vụ của nó đúng không nào bởi vì là khi mà các bạn viết ra văn viết tức là written English chẳng hạn tức là văn viết hoặc là văn đi thi của các bạn thì cái ngữ pháp của nó rất là chặt em nhớ ngữ pháp rất là chặt và nó phải Vân tích rất là kỹ rõ ràng như này. À, thế nhưng mà trong văn nói uh, gọi là English speaking đấy ạ, thế trong văn nói thì người ta không uh, người ta không đôi lúc là người ta uh, có thể giảm nhẹ cái phần ngữ pháp lại một chút và trong uh, câu này thì người ta có thể dùng hu hoặc là hôm được trong câu này em nhé. Tức là người ta có thể dùng có thể dùng hu được. À, tuy nhiên thì nó không chính thống cho nên là nó không trí thống nó chỉ là trong văn nói mà thôi thế còn đi thi thì các bạn phải uh, xác định thật là rõ đâu là who và đâu là who Nhưng ta biết thêm là đôi lúc có thể được dùng cả who ở trong cái điều kiện là thay thế cho who đấy chưa nào rồi và bây giờ thì các bạn sẽ rất là muốn tìm hiểu anh rát đúng không nào à rát bây cô chia sẻ với bạn chút nhá rát là một đại từ quan hệ ok rát là một đại từ quan hệ mà nó có thể thay thế cho danh từ chỉ người cũng có thể thay thế cho danh từ chỉ vật được chưa nó có thể à, đứng sau à, một à, nó có thể làm chủ ngữ cũng có thể đứng làm tân ngữ à tức là nói như vậy thì tất cả các trường hợp mà nãy giờ cô và các bạn chia sẻ với nhau chúng ta đều có thể thay bằng anh nào nhỉ chúng ta đều có thể thay bằng that được đây nhá đây có thể thay bằng that. Rồi, cô nhắc lại với các bạn nhé Đó là rát của các bạn có thể đứng sau danh từ chỉ người Cũng có thể đứng sau danh từ chỉ vật Có thể đứng làm chủ ngữ mà cũng có thể đứng làm tân ngữ Đúng không? Vậy thì rát hiện tại các bạn thấy là nó có thể thay được cho cả ba đại từ quan hệ Who, whom và which như chúng ta vừa chia sẻ Chỉ có một điều đó là gì ạ? Cái mệnh đề quan hệ mà rát đang đi cùng Nó phải là mệnh đề quan hệ xác định Chúng ta đang gặp tất cả các Câu mà cô viết chia sẻ đây đều là mệnh đề quan hệ xác định Bởi vì nó nhằm nhiệm vụ là gì ạ? Xác định cho phần danh từ phía đằng trước Danh từ phía đằng trước là một danh từ rất là chung Cô và các bạn chưa biết là ai là cái gì cả Cần có mệnh đề quan hệ đằng sau để xác định nghĩa cho nó Thì như vậy rát có thể thay thế được Đúng không nhỉ? Và các em lập tức bây giờ các bạn uh, có thể thay rác vào tất cả các vị trí mà chúng ta vừa nói xong uh, There is a boy that helped me to find your house or this is the boy that I found on the way home. The company that he works for produces car. Or I found the cat that has a broken leg. Đúng nhỉ? Và Jack hiện tại đang khá là toàn năng. Đúng không ạ? Rất là nhiều tính năng uh, để thay thế được cho các mệnh đề quan hệ. Uh, thay thế được cho các đại từ quan hệ trong các mệnh đề quan hệ là xác định đúng không ạ nhầm nhầm xác định à, uh, bây, nhưng mà có một cái trường hợp như thế này thì bạn chỉ được phép dùng giác thôi nhé ví dụ như các bạn nói là gì ạ à Tôi có thể nhìn thấy người nông dân và bầy gia súc đang đi ra đồng, đúng không? Tôi có thể nhìn thấy. I can see the farmer and the cattle. Okay, are walking to the field. Okay, I can see the farmer and the cattle are walking to the field như vậy thì các bạn thấy là chỗ trống của chúng ta đang thay thế cho danh từ nào vậy à trong câu này thì các bạn là thấy là danh từ nó là một cụm danh từ nó khá là dài thay thế cho cả the farmer and the cattle thay thế cho cả người nông dân cũng như thế để cho cả vật đó là các con gia súc và chỉ có một đại từ quan hệ có thể làm một điều này thôi không phải là who whom không phải là which mà bắt buộc phải là gì em nhỉ? bắt buộc phải là dạng và trong trường hợp này thì không cái gì có thể thay thế được cho đại từ quan hệ dạng và các bạn bắt buộc phải dùng nhớ nhá trong những cái mệnh đề trong những câu à, mà đại từ quan hệ cần phải thay thế cho cả người và cả vật thì đó chính là dạng rồi à, nhưng mà trong phần tiếp theo thì cô sẽ chia sẻ là những trường hợp mà dạng sẽ không đi được Rát sẽ không đi được thì chút nữa chúng ta sẽ học Tạm thời thì chúng ta biết là uh, Với các danh từ chung như thế này Đúng không? Thì là uh, bạn rát bạn có thể đi được hết uh, Trước khi sang Cái đại từ quan hệ whose Đại từ quan hệ cuối cùng thì cô muốn Có một cái lưu ý nhỏ đối với tất cả các em như sau Đó là khi mà các bạn Tiếp cận Khi các bạn tiếp cận đại từ Quan hệ whom Đại từ quan hệ which Và đại từ quan hệ that được chưa nào và lúc đó nó đang đứng chức năng làm tân ngữ trong câu Với hôm thì chắc chắn làm tân ngữ rồi Nhưng mà với which và với that thì bạn vẫn biết là nó có thể làm chủ ngữ nữa đúng không? và cô phải chia sẻ với các bạn đó là khi nó đứng chức năng làm tân ngữ Và dấu hiệu nhận ra của nó là gì nhỉ? À dấu hiệu nhận ra của nó là em nhìn thấy gì ạ? Em nhìn thấy cụm chủ vị này này Đồng ý không? Em nhìn thấy ngay sau đại từ quan hệ là chủ vị Đã có chủ có vị thì chắc chắn là bọn làm tân ngữ rồi được chưa? Thì người ta phát biểu là gì ạ? Các đại từ quan hệ whom, which và that khi đứng chức năng làm tân ngữ trong câu thì bạn có thể bỏ đi. Tức là bạn có thể loại bỏ đi mà nghĩa của câu không bị làm sao cả. Đó, nghĩa của câu không bị thế rồi. Chúng ta có danh từ phía trước nhé. Nào, bây giờ cả nhà cùng nhìn lên trên bảng cũng như cùng xét các ví dụ của cô thì những ví dụ nào em có thể bỏ đi đại từ quan hệ mà nó không làm ảnh hưởng đến câu chắc chắn rồi là mình sẽ phải tìm đến những cái câu mà đằng sau của nó là chủ vị đúng không? Ở trong này thì chúng ta sẽ có câu là the company. Đây đúng không ạ? Bỏ cái này đi. The company này. He works for. Được đúng không ạ? Ví nó là the company which he works for hoặc the company he works for. Ok. Bởi vì nó đang đứng trên năm tân ngữ mà. Rồi, ta quay lại câu này nhá. Câu the boy nào. Mình sẽ dùng gì ạ? Câu này bỏ được không? À câu này chắc chắn không bỏ được bởi vì nó là who. Đồng ý không? Thì bị loại. À, câu nào nữa nhỉ? Cô whom đúng không? Thì mình nói the man. À, sorry, câu này chứ. This is a boy. I found on the way. Thì rõ ràng là cái câu là I found là một cụm chủ vị rồi. Thì các bạn có thể bỏ whom được. Đúng không? Whom thì chúng ta bỏ rất là nhanh. Nào, hai câu này. The man who lives next door. Và the girl whom he loves. Hoặc that he loves. Thì câu nào bỏ được? Chắc chắn rồi phải là câu dưới đúng không em? Câu dưới vì nó có nó có mệnh đề chủ ngữ là he, động từ là love the girl, he loves Nào bây giờ mình nói tiếp này Cuốn sách tôi mượn bạn rất hay À, thì mình thế nói là the book which I borrowed you Hoặc vì nói là the book I borrowed you Đúng nha Hoặc bộ phim chúng tôi xem ngày hôm qua thì vì nói là the film hoặc the movie that we saw yesterday Bây giờ em chỉ cần nói là the movie we saw yesterday Như thế là ổn, đúng không nào? Rồi, thì cái lưu đầu tiên của cô cho các bạn nhé Đó là các đại từ quan hệ home week và that khi đứng chức năng làm tân ngữ đúng không ạ tức là phía đằng sau bạn có thấy một cụm chủ vị đi cạnh thì các bạn hoàn toàn có thể lược bỏ nó đi mà nghĩa của câu không thay đổi được chưa rồi rất là tốt bây giờ các bạn cũng có thể nhìn thấy thêm nhé ở đây cô hương có một cái các bạn có nhìn ví dụ này đi à, ở đây cô có giới từ đúng không ạ giới từ for giới từ for đang đứng sau động từ work có nghĩa là giới từ Yeah, chúng ta đang xét đến giới từ trong, trong mệnh đề quan hệ preposition giới từ trong mệnh đề quan hệ nó có thể đứng ngay sau động từ như là câu mà các bạn đang xét đúng không nào? hoặc người ta nói rằng nó có thể được đẩy lên trước đại từ quan hệ có nghĩa là câu này thay vì cô nói the company which he works for uh, produces car thì cô có thể nói là the company for which he works produces car Và rõ ràng là cái câu này thì bạn thấy là nghe nó sao nhỉ Nó hơi hơi lạ ta hơn một chút bởi vì các em không hay dùng đúng không ạ Nhưng mà điều này là đúng Cô nhắc lại nhé Cô sẽ thay là the company for which, for which he works produces car Hoặc ví dụ cái câu Đây ạ uh, Cô gái người, người ta yêu, bây giờ cô không dùng là he loves nữa Mà cô nói là he falls in love with Đây rồi nhá Cô sẽ thay cái động từ love bằng động từ là fall in love with cô cố tình dùng một cái cụm này bởi vì cô muốn nhắc đến đại à, nhắc đến giới từ with đúng không nào và như chia sẻ với của cô với các bạn thì giới từ with có thể đứng sau động từ fall in love trong mệnh đề quan hệ hoặc làm sao nhỉ à hoặc là nó có thể được đẩy lên trước ở đây đúng không ạ đẩy lên đây như vậy câu của các bạn bây giờ có thể là gì ạ the girl With whom he falls in love Has gone away Cách bây okay, giờ cô viết Trả cho các bạn ở đây nhé Để cho các bạn nhìn rõ nhé uh, The girl Đúng không ạ With whom He falls in love Đúng không ạ Has gone away Rồi Thì rõ ràng là các bạn có thể Đặt with trước chữ whom này Hoặc là bạn nào thích thì cũng vẫn có thể là để the girl whom he falls in love with ở cái vị trí này Thì đều là các vị trí đúng Nhưng em nhớ cho một điều tuyệt đối nhớ này Đó là đó là giới từ của bạn, giới từ preposition của bạn Giới từ của bạn chỉ được phép đảo lên hai đại từ Đó là đại từ quan hệ whom và which mà thôi Tức là đại từ quan hệ that và who các em không được phép đảo lên hiểu chưa cô nhắc lại nhé giới từ chỉ được phép đảo lên whom hoặc là which mà thôi chứ còn không thể đẩy lên trước That và who thì cái đấy là cô nhắc các bạn như thế à, các bạn thấy các ví dụ cô đẩy lên nó hơi lạ tai bởi vì trước nay chúng ta không dùng đó cách đó nhiều. Thế nhưng mà tí nữa khi các bạn học đến trạng từ quan hệ thì các bạn sẽ được nhìn thấy thằng when, thằng where và hai thằng đấy có thể được thay bằng in hoặc là at hoặc là on which em ạ. À hiện tượng này là có và trong nữa chúng ta sẽ thấy nhiều nhiều hơn em nhé. Rồi thank you. À, cô chỉ nhắc thêm một xíu thôi. Lúc nãy thì cô bảo với em là ah à, which này, whom này. Khi đứng chức năng làm tân ngữ thì mình có thể bỏ đi, câu không làm sao đúng không? Nhưng nếu em đã đảo giới từ lên trước thì lúc đấy em bắt buộc phải có. Có nghĩa là chỉ đảo được khi mà uh, nó vẫn phải phải giữ cái đại từ quan hệ lại. À uh, giữ đại từ quan hệ who mà viết lại. Thế nào? Rồi thank you. Và bây giờ thì chúng ta để kết lại các uh, đại từ quan hệ uh, thì chúng ta sẽ học nốt cho cô anh hu em nhé. Rồi, anh who ạ. Who's của các bạn nó là một đại từ quan hệ riêng biệt, biệt lập. Là bởi nó thể hiện à, ý sở hữu để cho thể ý sở hữu tức là danh từ số 1 đi ở phía đằng trước và sau đó chúng ta sẽ có một cái danh từ thứ hai đi phía đằng sau danh từ số 2 chính là thuộc sở hữu của danh từ số 1 đúng không ạ thông qua whose thế nhưng mà cái mà cô muốn nhắc các bạn ở đây là gì ạ là các bạn sẽ nhận ra được chỗ trống mình cần điền sở hữu whose có dấu hiệu đen Thứ nhất là có thể là qua ngữ nghĩa đúng không ạ? Các bạn dịch cái câu đấy và các bạn hiểu là ai chúng ta cần có sở hữu ở đây Ok, thì đó là quạng dùng whose Nhưng cũng có thể có một cái dấu hiệu để các bạn có thể nhìn vào nhé Đó là cái danh từ phía đằng sau em là một danh từ đi độc lập Nó không hề có các mạo từ O, N, The Hay nó cũng không có các tính từ sở hữu như là my, his hoặc là her Hoặc các cái tính từ như this, that thì là không có nhé À, cũng nhắc cho các bạn đó là hồi mà chúng ta học về danh từ rồi đúng không? Thì danh từ khi mà xuất hiện với công chúng hay xuất hiện với mọi người thì nó thường là phải đi kèm với một cái mạo từ ơ ân dơ hoặc là nó phải có tính từ sở hữu để nó 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 xác định cái danh từ đó. Nhưng mà trong cái câu à, phải điền đại từ quan hệ của mình em nhận ra được cái danh từ thứ hai mà là danh từ không có một cái từ nào ở đây đi kèm thì các bạn có quyền nghi ngờ nó là một danh từ à, mà nghi ngờ đó là chúng ta phải điền thằng whose để thể hiện sở hữu giữa hai cái danh từ này. Ví dụ cô nói một cái ví dụ như sau. Um, tôi rất thích cậu bé, cậu mà hoặc người mà có đôi mắt màu xanh, đúng không nhỉ? Thì cô sẽ viết là I love the boy whose eyes are blue. Thì trong cái câu này của cô đúng không ạ? Cô có the boy chính là danh từ số 1 ice chính là danh từ số 2 và nó thể hiện sở hữu qua thằng whose tức là danh từ ice thuộc sở hữu của the boys. Và các bạn cũng có thể thấy là ice đấy cũng không hề có the hay là có sở hữu cách gì cả. Được chưa nào? Hoặc là ví dụ cô nói là uh, những đứa trẻ mà bố mẹ mất đúng không ạ? Uh, thì là những đứa trẻ mồ côi thì có thể là the children uh, parents die are Để một cô hạn. Thì ở trong trường hợp này, ví dụ mà cô cần điền một đại từ quan hệ thì cô sẽ nhìn thấy là à parents uh, là một danh từ nhưng mà nó lại không có cái giới không có cái có mạo từ hay là có cái tính từ sở hữu là đi kèm đúng không? Thì cô sẽ uh, sẽ dùng là whose và nó cũng đúng với cả cái văn cảnh nữa. The children whose parents died are orphans. Hoặc là cái câu này em nhé I found a cat which has a broken leg Thì thực ra cái phần which has này là cũng là sở hữu đúng không? Uh, thì mình có nói là gì ạ? I found a cat uh, Có thể nói lại là, là gì ạ? Who's, Whose leg is broken Và qua đây thì em có thể hiểu đó là whose của bạn sở hữu Có thể là đi sau danh từ chỉ người Cũng có thể là đi sau danh từ chỉ vật Và nó không sao cả Thấy chưa? Thì ở cái phần này thì cô trên vừa chia sẻ các em các đại từ quan hệ là who, who, with, that và whose Thì các bạn nắm thật là vững là nó có thể đứng sau danh từ nào, đúng chức năng là gì Và những điểm lưu ý có thể đẩy giới từ lên hay không à, Hoặc là có thể bỏ đi, đúng không nhờ? Và nghĩa không thay đổi Ok, right now we move to part 3. We talk about relative adverbs. Mình sẽ cùng sang phần 3, chúng ta nói về trạng từ quan hệ. À, ở đây thì mình sẽ đề cập đến ba trạng từ đó là trạng từ when, where và why. À, trong đấy thì các bạn nhớ cho cô là when. When của các em thì là một trạng từ quan hệ mà nó sẽ đứng sau các cụm từ nói về thời gian, về time Nhớ nhá, khi mà các bạn xác định được các trạng từ quan hệ về thời gian Thì bạn sẽ dùng là when Và thường thường nhá, nó sẽ là cái từ time, chính xác từ time này Hoặc từ day này Ví dụ câu hỏi em là Bạn có nhớ cái ngày mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau hay không? Thì chẳng hạn thì tôi sẽ nói là Do you Ok, do you remember the day Đúng chưa? Mình nói là gì ạ? Bạn có nhớ cái ngày Cái ngày mà, đúng chưa? Thì mình sẽ nói là when Đúng không ạ? Sau đó sẽ là gì ạ? We first met Được chưa? À, thế thì các bạn thấy là when của chúng ta Đang đứng sau the day Và the day của bạn là một cái cụm từ Một cái từ đúng không ạ? Để chỉ thời gian và nó là trạng từ mà Nó là trạng từ thời gian mà Thế nên người ta gọi là trạng từ Uh, rồi hoặc là ví dụ như là uh, mùa xuân là cái thời điểm là mà, uh, mà rất nhiều người đi du lịch chẳng hạn uh, ok ok sẽ sẽ nói là spring spring ok time time đúng ok time này, when đúng không ạ? People travel a lot Rồi, spring is a time when people travel a lot. Thì quen cô cũng đang đứng sau cái cụm the time này. Không khó với các em đúng nào? Ok. Bây giờ các bạn sẽ sang thằng when nhé, When này, số 1 là when này, số 2 là when này. À như là các bạn thấy thì when là thay thế cho trạng từ chỉ với thời gian thì where sẽ là trạng từ thay thế cho trạng từ chỉ về địa điểm hoặc là nơi chốn đúng không ạ? Nơi mà. Ok thì chỗ này sẽ là một cái place nhá. Một cái place. À, ví dụ bây giờ mình nói là gì nhỉ Thay bằng cái câu này Nếu như lúc nãy cô nói là bạn có nhớ cái ngày lần đầu tiên mình gặp nhau hay không Thì bây giờ cô sẽ nói là gì ạ Bạn có nhớ cái nơi đúng nhỉ Mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên hay không Thì cô sẽ nói là Do you remember the place Ok Do you remember the place? Và cô nói phải là gì ạ? Where? Đúng không Where we first met. Ok, we first met. và trong cái câu này thì các bạn thấy là where đang đứng sau the place đúng không um, nơi mà thì uh, nếu như time thì các bạn chỉ thấy uh, Nếu như là when thì các bạn chỉ thấy là Thường thường là cái chữ time và chữ day thôi Thế nhưng mà với where thì nó rất là rộng Nó là place này, nó là the house này uh, Nó là the, the, the restaurant này Nó là bất kỳ một cái địa điểm nào Đấy chưa nào, ví dụ như là Đây chính là ngôi nhà mà trước đây uh, chúng tôi đã từng sống Ok, thì các bạn sẽ nói là this is a house okay the house, à, bạn sẽ nói là gì ạ? Where we used to live Okay, so this is the house where we used to live Đây chính là ngôi nhà đúng không? mà trước đây chúng tôi từng sống Bạn hỏi cô, cô có live in hay không? Live in hay không? Thì cô chia sẻ với các bạn nhé Đó là when và where không bao giờ đi vào giới từ. Được chưa nào bởi vì nội tại bản thân của nó nó đã chứa là tại địa điểm đó hoặc là vào cái khoảng thời gian đó tức là nội tại của when và where đã có giới từ rồi thế nên nếu như trong câu của bạn mà lại còn có giới từ nữa thì chắc chắn câu của bạn là một câu bị sai còn đến bây giờ thì cô cũng mới chia sẻ với các em là gì nhỉ à lúc nãy chúng ta có, có nhớ thằng gì nhỉ thằng on này thằng in này thằng at which không đúng không Tương tự như phía dưới này cũng thế Place này bạn có thể thay được bằng này In, on, at, which Ok, chẳng thế mà Ví dụ các bạn thì nói là gì ạ à, Do you remember the, 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 day on, on which we first met Đúng nhỉ? Tức là vào cái ngày đó On which we first met Hoặc là mình nói là gì ạ This is the house Thay vì nói là where Thì có thể nói là gì ạ At which Đúng nhỉ? Tại nơi này hoặc là in which uh, we used to live nhớ nhá và đây cũng chính là cái ứng dụng mà lúc nãy mình có chia sẻ với nhau đó là với giới từ đúng không nhỉ thì các bạn có thể đẩy lên trước uh, thằng whom và hoặc là thằng which và đặc biệt là các bạn hay dùng trong hai trường hợp này khi mà các bạn muốn thay đổi uh, một chút xíu đúng không? các bạn muốn đổi không muốn dùng when hoặc không muốn dùng where thì các bạn có thể dùng giới từ đứng trước để thay cho which cho nó phù hợp rồi, các em có nhớ lại cái ví dụ đầu tiên mà cô chia sẻ với các bạn không nhỉ? À, cái ví dụ là uh, the restaurant đúng không ạ? Cái cái nhà hàng cái mà chúng tôi ăn tối hoặc cái mà uh, nơi mà chúng tôi ăn tối thì đúng hơn đúng không ạ? Hoặc là cái mà chúng tôi đến thăm Thì nó cũng sẽ gần gần giống với ví dụ ví dụ này em nhé. Ví dụ cô nói là This is the house where we used to live, có nghĩa đây là ngôi nhà đúng không ạ? Mà nơi chúng tôi đã từng ở, uh, nơi mà đó, ở địa điểm đó chúng tôi đã ở. Thế nhưng mà ví dụ cô nói là gì ạ? đây chính là ngôi nhà đúng không ạ ừ, cái mà anh nhà anh ta vừa mới mua xong thì thay vì nói là uh, It is a house dùng uh, que thì lúc này cô đang chia sẻ là cô đang định nói là gì nhỉ uh, đây đây chính là ngôi nhà đúng không ạ đây chính là ngôi nhà cái mà anh ta vừa mới mua đúng không cái nhà anh ta vừa mới mua thì lúc đó cô lại phải nói là gì ạ which he has just bought À, thế thì rõ ràng là cùng một cái danh từ, đúng không nào? Nhưng mà khi nó đứng làm trạng từ chỉ nơi trốn thì nó lại phải là where. Mà khi nó đứng làm đối tượng là làm danh từ chỉ vật thì nó lại phải là which. Được chưa nào? Rồi bây giờ thêm một ví dụ cuối cùng nữa nhá. Ví dụ cô nói là gì ạ? Nhà thờ nơi họ tổ chức đám cưới đúng không ạ? Là một cái nhà thờ rất là cổ kính. Thì cô sẽ nói gì nhỉ? The church where they held Their wedding is very ancient, đúng không? Thế nhưng cô nói là gì ạ? Nhà thờ cái mà chúng tôi đến ngày hôm qua hoặc cái mà chúng tôi đã đi thăm ngày hôm qua, thì ở đây cô nói về đối tượng đúng. là cái mà thôi, đúng không? Nên cô nói là the church which we visited hoặc which we came to yesterday, right? Is very ancient. Đó thì em phải xác định cho cô nhé, à, là nơi mà, đúng không? Nơi mà địa điểm đó diễn ra sự kiện đó hoặc tại thời điểm đó đúng nhỉ thì cái giới từ nó đã ẩn trong when, trong que rồi và nếu cần thì các bạn có thể uh, dùng một cái giới từ nó lên trước which làm sao cho nó phù hợp và rõ ràng là when where thì các bạn sẽ sử dụng thấy nó dễ hiểu hơn đúng nhỉ à còn thằng why đúng không ạ rồi chúng ta sẽ sang anh số 3 là anh why số 3 là why này à why thì dễ dùng lắm em ạ tại vì why ấy, thì nó chỉ đi sau một cụm thôi đó là the reason why à và lý do tại làm sao mà đúng ạ trong tiếng anh thì các bạn có thể dùng why hoặc không không sao cả ví dụ nhé à, cô sẽ nói là gì ạ hãy nói cho anh vì sao em bỗng ra đi đúng không ạ ok tell me the reason why you left me hoặc you suddenly left me Chẳng như vậy ở đây trong cái câu này của em thì cô vừa chia sẻ với các em đó là các em có thể nói cả cụm the reason why hoặc là trong văn nói người ta có thể lửa bớt nhé người ta nói là tell me the reason you left me hoặc tell me why you left me hoặc tell me the reason why thì điều đấy đều đều được đúng không ạ rồi thì nó chỉ đi với cụm là the reason thôi là lý do thôi tell me the reason why ok uh, you do something cứ kiểu như thế rồi bây giờ cô đố cả nhà biết Đặt ra một câu hỏi là what có phải là một đại từ quan hệ không? What có phải là một đại từ quan hệ không? Thì cô nói với các bạn đó là what không phải là một đại từ quan hệ. Nó sẽ không uh, nó sẽ không tuân thủ cũng như là chấp hành theo các cái đặc điểm của đại từ quan hệ. Ví dụ nhé, ví dụ như là hãy nói cho tôi điều bạn đang nghĩ thì cô sẽ nói là gì ạ? Tell me what you are thinking. Thì rõ ràng là Lúc nãy khi mà cô chia sẻ với các em Đại từ quan hệ nó phải đứng sau một danh từ Đúng không ạ? Để nó thay thế cho danh từ đó Thì what ở đây không phải là đứng sau sau me Đúng không nào? Và what nó là một từ đi độc lập Có nghĩa là What nó không chịu của các cái sự ràng buộc Là phải đằng trước phải có danh từ Như là các đại từ quan hệ của chúng ta Mà nó đi rất rất là độc lập Hoặc cô nói là những điều bạn nghĩ là đúng ấy. What you think Is right à những mà những cái điều em nào, em nghĩ là đúng thêm thế là what nó đi rất là phóng khoáng nó đi đứng đầu luôn bởi vì uh, cái thằng what này chính xác là bằng với cụ the thing that à What chính là bằng với cụ the thing that thì chúng ta đã vừa có the thing là một danh từ đúng không ạ và chúng ta vừa có rất là một đại từ quan hệ rồi được chưa? Và bây giờ thì cô sẽ tặng bạn hai câu mà các bạn uh, hãy ghi nhớ. Uh, đó là gì ạ? Do what you like and like what you do. Đó là hãy làm những gì mà bạn thích và hãy thích những gì bạn làm. Ok, do what you like is freedom. And like, what to do is happiness, and always, always wish you to have freedom and happiness, okay? À, cô nói là được làm những gì mình thích, đó là tự do và được thích à, và thích những gì bạn làm đó là hạnh phúc và cô luôn cầu mong cho tất cả các bạn có được cả uh, sự tự do và hạnh phúc, đúng không? Nhỉ? và các bạn biết là trước khi chúng ta có tự do và hạnh phúc thì chúng ta phải có độc lập đã, đúng không ạ? tức là bạn bản thân bạn phải độc lập đúng nha à, chính như thế mà tại sao chúng ta sau cái dòng chữ cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chúng ta có câu diện độc lập tự do và hạnh phúc đúng không nào thì à, hy vọng là các bạn à, sẽ đều cảm nhận được có được cái à, cách sống này trong cuộc sống nhé rồi à, thế thì what là một cái mà cô nói này à, hoặc là bây giờ à, có một cái nữa cô sẽ chia sẻ các bạn trước khi kết lại bài à, kết lại bài chúng ta có hai điểm nhỏ đúng không đó là what và thứ hai là cái từ those nhé À, cái từ those này nó cũng rất là hay đi trong trong cái câu liên quan đến mệnh đề quan hệ ví dụ cô nói là uh, tất cả những người nào mà muốn chơi trò chơi này thì đều phải trên 18 tuổi chẳng hạn thì cô sẽ nói là those những người này cô nói là who want to play uh, this game must be over 18. Ok Thì trong câu mà cô Hương vừa chia sẻ với các em Người ta sử dụng đến those Đúng không ạ? Those Bạn cứ hiểu là những người mà Và nó sẽ phải là một từ số nhiều nhá Those who nào đấy Those who want to play this game must be over 18 Hoặc những người nào mà không muốn tham gia trò chơi này Thì phải báo cáo với tôi chẳng hạn Ok, thì là those who don't want to join this game Must report to me được nào? Ok. Thì ngày hôm nay uh, cô chia sẻ với các bạn phần đầu tiên đó là những cái lỗi mà các bạn có thể gặp phải ở với mệnh đề quan hệ và đặc biệt là các đại từ quan hệ cũng như là các trạng từ quan hệ đúng không nào? Cũng như đấy chính là phần nội dung uh, chính trong clip đầu tiên của cô là về uh, mệnh đề quan hệ với các uh, đại từ quan hệ em học đó là who, whom, which, that, whose với các trạng từ quan hệ đó là when, where, why Và cô giải thích cho các bạn cái từ what làm như làm sao và từ those như thế nào Đồng thời thì cô hứa hẹn với các bạn ở trong uh, cái phần clip tiếp theo Chúng ta sẽ còn được đi tìm hiểu những cái dạng thức đặc biệt là Những trường hợp nào chỉ được phép với giác này Những trường hợp nào người ta gọi là câu trẻ đúng không? hoặc là câu nhấn mạnh Hoặc những trường hợp nào người ta dùng hình thức giản lược Ok thì với là bài 1 và bài 2 thì cô sẽ có một cái hệ thống bài tập và các bạn sẽ phải làm bài tập thật là nhiều để có thể nắm vững được uh, lý thuyết em nhé. Ok, so thank you for watching and see you next time in the another clip for the relative clause. And right now, bye bye and see you.